bây giờ cô mua đành gỗ ra để chứng ngạc trừ đi cô. Ừ, hỏi cô á. Cô ơi, bây giờ cô có coi clip đó. 500 ngàn không có tiền em lấy trứng gà trừ đi. Lấy trứng gà. Cô bông bí đó. Rồi mấy trứng mới đền đủ. Cái này mới là 9 trứng gà mà ở đây bán rẻ kìa, hả? Cái 3 ngàn 2 ngàn. Mình à, bây giờ người ta đền gỗ 500 ngàn là quá mắc đúng không? Đúng rồi. Bây giờ một trứng gà của cô Hòa Đen thì mình phải bán là 50 ngàn. Ở 50 ngàn 10 trứng 500 cô bán gỗ lấy mày bây giờ. Lấy trứng gà trừ đi vậy? Lấy trứng gà 2, 4, 6, 8, 9 trứng này cô bún bí đó, lấy trứng gà trừ đi 10 trứng 500 ngàn, trứng 50. À, mặt nó đỏ, nghe nó gặn đi cầu vậy đó nè. Mặt chua, mặt chua. Mặt chua hả? À? Hay là mặt sao? Mặt chỉ hả? Gà đẻ là mặt vậy đúng không? Rồi cái đưa trứng gà. Chua chua. Mỏ chua sao? Vậy đó nó mới đẻ. Nó đẻ ra. Nên trước khi nó đẻ nó hở đít ra lên vậy nó mà đẻ. Nhưng mà nói với cô gì cô bông cô bông bí. Không phải đâu. Bông bí. Bí à. Bông bí. Ca bông là bông bí. À. Đúng rồi. Bông bí. Rồi nói với cô ấy đi. Cô ơi bây giờ nếu mà lấy chứ 10 trứng gà đây tôi bán rẻ cho cô 1 trứng 50. Trời ơi. 10 trứng. Như cô bán gỗ cho tôi đó, gỗ đó tính ra là mua 15 với 20 thôi. Chú cô bún bí tính tiền gỗ mắc, tôi tính trứng gà tôi mắc. Trứng 50 thôi. Trứng 50. 10 trứng quậy cái gỗ luôn cô bún bí. Nha. Trứng gà của cô 10 trứng. 10 trứng, trứng 500. Trứng nào rổ của cô? Cái rổ cái gỗ bún bí á. À, rổ bông bí đó theo lẽ là cái rổ đó là cô nói là giá thị trường là khoảng bao nhiêu? 15-20 à. 15-20 ngàn thôi. Dạ. Nhưng mà trứng gà của cô giá thị trường là... Thị trường có 3 ngàn bây giờ. Cái gỗ tới 500, trứng gà cũng lên giá đến 50 ngàn. Nó... Mới có gà mới có trứng chứ. Có gà mới có trứng, cái trứng có gà. Đó. Khán giả. Mấy chú khán giả. Nếu mà có gà mới có trứng, cái trứng có gà, gà có trứng, cái trứng có gà phải không? Gà chống đạp máy sao? Đạp máy nó mổ cái đầu cái là nó... Vậy đó. Vậy hả? Ờ. Đẻ ra trứng hả? Rồi bắt đầu. 2-3 ngày sau mới gà mái đẻ à. Thì nào, gà mái đẻ nó chỉ khi nó đẻ nó kiếm đẻ nó làm tọt vậy à. Nó làm sao? Tọt nhảy tùm lum hết trơn á. Nó nhảy tùm lum hết à? Rồi nó la sao? Tọt gà mái á. Ờ. Gà trống nó tới nó la vậy, gà trống lại vậy. Là sao? Dặn muốn đặt máy á. À dạ đặt máy sao? Vậy à, cô chú ơi, con gà trước khi nó có nó trong con khủng long á, khủng long hồi lúc đó nó đẻ trứng bự vậy nè, bây giờ nó hết tiêu hoạch rồi, trứng rồi nó nằm xuống cho gà trống này cái nó ra trứng thành gà con. À, thành con vịt nó mới biết bơi. Vậy là nó nằm bật ngửa cho vịt trống đạp rồi. Như là cái sáu cái đuôi nó dài nó bịt cái đít nó rồi. Nó nằm bật ngửa thôi. Ừ. Tại nó nằm phơi nắng á. Nằm phải nắng mặt ngửa lên mới dịch trống lại đạp được. Nó thấy gì nó úp mặt xuống rồi, cái đuôi nó dài thì sao mà ấy được. Ha. Vậy đúng là rồi. Đúng rồi ha. Con cái này là con không biết, thầy cô biết ha. Đúng không cô? Cái xấu. Tại vì như đít nó làm sao đó, cái đuôi nó dài quá nó úp lên rồi nó nằm vậy sao mà con dịch nó đạp được. Đúng rồi. Thì con nãy giờ đó thì con cũng rất là chân thành cảm ơn cô đã giải thích lý lẽ con gà có trước hay là trứng có trước đúng không? Con vịt có trước hay là trứng có trước đúng không? Yeah. Thì cô đã biết là cha mẹ con vịt và con gà đúng không? Đúng. Là cha mẹ con gà là cái gì? Khủng long. Khủng long đúng không? Rồi cha mẹ của con vịt là con gì? Con cá sấu. Cá sấu. Tại nằm bật ngứa lên mới con vịt trống mới đạp được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
99 100. Ồ, đủ 100 tờ luôn hả? Đủ có 5 tờ rồi. Dạ, Bình mới chào cô chú anh chị, chào bà con cô bác. Thì hôm nay Bình cũng lại tới nhà của cô Hòa Đen á. Thì Bình cũng nhận được thêm tấm lòng vàng từ quý mạnh thường quân, cô Hồng Vân. Thì thông qua kênh của anh Hoàng Trung TV đó cả nhà. Thì bữa nay đặc biệt nhất thì Bình cũng lại đến đây để trao cho cô Hòa Đen ha cả nhà. Thì đây là cả không gian cảnh nhà của cô Hòa Đen á cả nhà. Thì cũng sống căn nhà thì có một mình trong bãi rác và nghĩa trang thôi cả nhà. Thì con bò này ha, thì cô cũng nuôi thuê ha. Thì bây giờ chút xíu nữa Bình sẽ vô mà Bình sẽ cho anh cô Hòa Đen để mang tiếng cười cho bà con cô bác. Thì bên cạnh đó thì Bình sẽ trao tấm lòng sao ha cả nhà. Thì Bình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà cùng với Bình ha. Đây cả nhà, thì cô thì cũng xài nước giống như là kéo thuê hay kéo theo của người ta cả nhà. Đây cả nhà, thì mình thấy cô Hòa Đen đang nằm võng ở đây nè cả nhà. Ô, chào cô Hòa Đen. Ô, bữa nay đẹp quá vậy, bữa nay không có đi đâu hả, ở nhà hả? Dạ, ở nhà. Ô, con xin gắn mic nha. Dạ. Dạ. Đứng đứng qua đây, để qua đi ngồi đi cô. Thì sẵn dịp bữa nay á, thì con cũng lại tới đây. Thì cũng cô ở bên chợ mà cô đi hôm qua đó. Trăng hả? Dạ, chợ Sóc Trăng. Thì cô ấy thì điện cho con, nói là rau bông gì? Bông bí. À, bông bí đó đó, là nguyên một rổ đó đó. Dạ. Là cô ấy là không có đền. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà cái rổ đó đó là cô ấy đền. Đền rổ. À, điện cho con. Cho nên là con mới qua tới đây á để thảo luận với cô là cái rổ đó là trị giá là 500 ngàn. Cái 20 ngàn à, 15-20 ngàn à. Tại vì điện cho con nó đâu biết đâu, để con qua tới nhà cô Hòa Đen rồi con thảo luận cho cô Hòa Đen biết. Tại vì cô hôm qua là cô đúng không? Dạ, gỗ nó có 20 ngàn với 15 ngàn à. Nhưng mà cái gỗ đó là gỗ đặc biệt của người ta làm ăn á, người ta nói là 500 ngàn người ta mới nhận. Không thôi á, là người ta sẽ tìm đến nhà của cô đó. Cái này con vậy, nói vậy, người ta điện cho con thì nếu mà nói 500 ngàn để bữa nào cô có tiền cô đền cho. Người ta nói là muốn ngày mai lấy tiền cho người ta, bây giờ cô có hay không kìa? Không có. Rồi bây giờ làm sao? Nói với người ta, nó điện lại con, không thôi con điện cho người ta, nói bữa nào cô có tiền cô đem đền. Bữa nào là bữa nào, gần tới Tết. Tại đây Tết á, như cả 25-26 Tết á. 25-26 Tết cô sao có tiền? Không biết, kiếm tiền. Kiếm ai cho, cô không có làm gì vô tiền mà sao mà kiếm người ta cho, đúng không? Dạ. Rồi cái gỗ đó là người ta nói là 500 ngàn đó, thì cô nghĩ sao vậy? Hôm qua đó thì cô chỉ là lặt cái bóng bông gì đó. Còn tính ra gỗ đó mua có 15-20 ngàn à. Nhưng mà người ta nói là 500 ngàn. Mắc quá à. Mắc không? Mắc. Cái này con không biết nha. Giờ hôm qua cái chọt mới đập nữa. Sao mà chọt mới đập? Cái chọt cái cô đập rồi. Chọn sao? Chọn vậy á? Chọn vậy đó, đập vậy đó. Đập vậy luôn? Rồi gãy sạc. Sao mà gãy được? Gãy đó. Chèo tu mi sa son li sa đo mật. Chèo tu mi sa. Ghe nào vậy bối? Bối. Ghe nào vậy? Bơi xa. Bơi sao? Bơi sao? Bơi sao? Nước rút. Nước rút bơi sao? Vậy đó hả? Vậy đó, bơi xa đó. Bơi xa là bơi vậy? À. Rồi còn ghe những chùa khác bơi sao? Bơi sao? Vậy nè, cũng vậy đó mà vậy đó. Mà tại vì cô ủng hộ chùa Bưng Sa là cô lo coi chùa Bưng Sa nhiều. Ừ. Vậy là quê cô ở đó đúng không? Dạ. À, nhưng mà quay qua cái chuyện vui vẻ hồi nãy giống như cô bị liệu đúng không? Dạ. Người ta kêu là làm đúng không? Làm là làm hết mình vậy đúng không? Dạ. Rồi nhà có cái gì để bán có giá trị không? Để lấy tiền đó mình đi trả cho người ta chứ cô. Đâu có gì đâu. Trong nhà có gì giá trị không coi coi. Cái lô kèo kéo này bán được nè. Không được của con, cô. À của con hả? Rồi cái bình ga này nè bán được nè. Bây ta cho mình luôn chưa, nhỏ con không cho mà. Rồi cái bếp ga này bán luôn đi. Con ta cho rồi sao vậy? Không bán được hả? Người không có tiền thì lấy gì mà ổ trứng gà nè. Trứng gà, bán trứng gà đúng rồi. Ba trứng hay gì hả? Hả? Có mấy trứng hả? Mấy trứng. Đếm coi. 4, 6, 8, 9. Ủa, bãi luôn. Ê, sao bự nhỏ vậy? Ừ, mấy con lớn?
không biết mấy con. Ủa sao con gà đẻ lạ vậy? Gà nhỏ chắc gà hai lớn. Con nhỏ nhỏ hai con à, gà lớn thì 3 trứng ha. Ừ. Gà nhỏ thì 5 trứng ha. Dạ. Này gà này mình bán 1 trứng bao nhiêu? Đó, ông đã cho nó ấp hơn mà. Để ấp hả? Ừ. Rồi bây giờ mình không có tiền trả rồi, bây giờ mình phải bán chứ. Bán ra 1 trứng có 3.000 à. Đấu giá. Đấu giá này. Cầm 1 trứng ra. Trứng nè. Ờ trứng gà nhỏ. Ờ gà nhỏ này bao nhiêu? 2.000 à. Không, bán để có tiền trả người ta. Ai mua ra chợ người ta bán giống thế này có 3.000 nha. Ủa cô bà đen bán là phải mắc. Mắc hả? Ừ, là bao nhiêu tiền? Trứng 5.000 đi. 5.000 hả? Ừ. 5.000 còn rẻ quá, cô có 10 trứng à. Là 1 trứng 50.000. Trứng bây giờ thì cô mua đền gỗ đó để trứng gà trừ đi cô. Ừ, hỏi cô á. Cô là... ơi, bây giờ cô có coi clip đó. 500.000 không có tiền em lấy trứng gà trừ đi. Lấy trứng gà. Cô bông bí đó. Rồi mấy trứng mới đền đủ. Cái này mới là 9 trứng mà ở đây bán rẻ kìa hả? Có 3.000, 2.000 nha. Mình bây giờ người ta đền gỗ 500.000 là quá mắc đúng không? Đúng rồi. Bây giờ 1 trứng gà của cô Hòa Đen thì mình phải bán là 50.000. Ừ, 50.000 10 trứng 500 à. Cô bán gỗ rồi lấy mày bây giờ. Lấy trứng gà trừ đi vậy? Lấy trứng gà 2, 4, 6, 8, 9 trứng này cô bún bí đó, lấy trứng gà trừ đi 10 trứng 500.000 trứng 50. Trứng hỏi tại chịu không kìa? Chịu không cô? Đây mà cô chịu cô điện cho mình đen ngay. Người ta nó không chịu kìa, điện cho con kìa. Ta không chịu. À, không chịu 25 Tết trả. Người ta muốn trả liền. Trả liền. 25 Tết hả? Lâu quá. Sao vậy lâu quá? Lâu. Vậy là ngày mai con qua tới đây, bây giờ được có 9 trứng là sao mà đủ? Bởi vì không được có 9 trứng rồi, không biết mưa. Ngày mai. Ngày mai nó có đẻ không? Không biết đó, thấy đấy nó nhảy vô mỗi ngày nó không biết nó đẻ không. Con gà đẻ sao? Như này như ấp. Trước khi nó bắt đầu nó nằm nó ấp vậy đó. Ừ. Cái chân nó đẻ nó gần ra chứ nó làm đưa cái đít lên vậy đó. Nó vậy luôn. Nó gần cái gà. Để gà đẻ. Mới gà trứng hả? Ờ, nó đưa cái đít lên vậy cơ mà gà trứng vậy đó, con gà đó hả? Ờ. Làm mặt sao con gà nó làm đỏ, mặt nó đỏ. Như nó gặn đi cầu vậy đó. Ừ. Mặt chua. Hay là mặt sao? Mặt dĩa hả? Gà đẻ là mặt dĩa đúng không? Rồi cái đưa trứng gà. Chu. Mỏ chu xong. Ờ vậy đó nó mới đẻ. Đẻ đẹp. Nó chứ khi nó đẻ nó hở đít ra lên vậy nó mà đẻ. Nhưng mà, nói với cô gì cô bông. Cô bông bí. Không phải đâu. Bông bí. Ca bu là bông bí. Đúng rồi. Bông bí. Rồi nói với cô ấy đi. Cô ơi bây giờ nếu mà lấy chứ 10 trứng gà đó tôi bán rẻ cho cô 1 trứng 50. Trời ơi, 10 trứng. Như cô bán gỗ cho tôi đó, gỗ đó tính ra là mua 15 với 20 thôi. Ừ. Chú cô bún bí tính tiền gỗ mắc, tôi tính trứng gà tôi mắc. 1 trứng 50 thôi. 1 trứng 50. 10 trứng quẹ cái gỗ luôn cô bún bí. Nha. 10 trứng là quẹ cái gỗ luôn hả? Ừ. 10 trứng 500. Rồi bây giờ còn có 9 trứng nè, sao mà đủ? Mơ nó đủ rồi. Mơi đẻ đủ hả? Ờ. Vậy là hẹn người ta chiều mới lấy hả sao? Ờ, chiều ngày mơ nghe cô. Chiều hay là sáng? Chiều đi, nhưng ngay trưa nó mới đẻ. Trưa hả? Ừ, trưa nó mới đẻ. Không phải nó đẻ chứ sáng đâu. Con gà không phải chắc sáng đẻ không? Ờ, chắc trưa. Trưa ha? Chắc trưa, 9-10 giờ nó nên ngày đẻ. Ừ. Như chắc sáng đi dần vòng đã rồi tới giờ nó lên đẻ. Trời. Ừ. Vậy là bây giờ là cô quyết định là trứng gà của cô. 10 trứng, 500. Trứng 500, trời ơi. Trứng 50 cô ơi, xin lỗi. Trứng 50, 10 trứng 500. 10 trứng 500 ha. Dạ. À, như vậy là 10 trứng 500. Thì đổi với cái rổ của cô. Cái rổ bông bí á. À, rổ bông bí đó, theo lẽ là cái rổ đó là cô nói là giá thị trường là khoảng bao nhiêu? 15-20 à. 15-20 ngàn thôi. Dạ. Nhưng mà trứng gà của cô giá thị trường là... Thị trường có 3.000 bây giờ. Cái gỗ tới 500, trứng gà cũng lên giá nó 50.000. Ai lời ai lỗ ta? Ai lại lỗ biết liền, tại vì gỗ... Gỗ có 15 thì tính 500. À. Gỗ có 20 thì tính 500, mà trứng gà trứng 3.000, bây giờ mình tính 50 thì 10 trứng. Vậy là nhân hơi nhiều lắm à. Không có nhiều, tại cái ta có 1 cái thì mình có 10 cái. Ta có 1 cái gỗ thôi. Ờ, mình tới 10 cái trứng gà, tính ra nó đẻ ra thì tới 10 con rồi. Ờ, 10 con hả? Ờ. Thí dụ mà nuôi lớn lên thì sao nè, cô thử nói à. Nuôi lớn lên nó có gà đá, có nè, gà nồi, gà thường, gà mái. Gà à. Mái rồi tới bự nó đẻ ra nữa, nó lời nữa. Lời nữa hả? Gỗ đâu có lời, có bán rau không hả? Bán cái chai chị? Bán cái chai nữa? Không biết ngàn, biết được 3.000 không á. Gà, trứng gà, bây giờ con hỏi cô đơn giản đi ha. Ừ. Trứng gà với con gà
là cái nào đẻ ra trước? Có trứng gà trước hay là có gà trước? Có trứng gà trước. Sao mà có trứng gà trước? Cô nói như là con kia nó đẻ ra, tới giờ nó đẻ rồi nó đủ liều nó ấp. Ấp rồi nó đẻ gà nữa. Vậy là có trứng gà trước hả? Vậy hồi đó chưa có con gà làm sao mà có trứng? Không biết nữa, chuyện đó tôi không biết nữa. Chắc nó bầu thai trong rừng ra vậy á. Là sao? Sợ trong rừng cái bầu thai nó ra ên một ên vậy á. Ơ cái gì? Sợ nó chứ mới có gà mới có trứng chứ. Ờ có gà mới có trứng, cái trứng có gà. Đó. Khán giả. À, mấy chú khán giả. Ừ. Nếu mà có gà mới có trứng, cái trứng có gà có trứng, cái trứng có gà phải không? Đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Nhưng mà con gà có trước hay là trứng có trước? Cô nói cho cô bà con cô bác biết đi. Thì con sẽ giải thích cho cô. Thích nếu mà giải thích ý của cô nói là có trứng trước nó mới ấp có gà. Ờ. Đó. Mới... Rồi lấy trứng ở đâu mới mẹ, có gà? Mẹ nó đẻ. À. Rồi đó mẹ con gà đó là từ đâu ra? Từ cái trứng. Sao mà từ cái trứng? Từ cái trứng ra có gà chưa, mẹ. Chưa có con gà mẹ mà tự nhiên có cái trứng trước. Tại có trứng nó nở ở đâu sẵn mấy con mẹ nó mới đẻ ra trứng cái con. Cái này con mới biết hả? Không phải. Như là mẹ nó hồi đó không có đâu, biết cái trứng ở đâu mình không biết, tự nhiên nó nở ra cái mẹ gà. Mẹ gà mới đẻ trứng có gà có đẻ cái trứng có gà. Đó. Vậy cô bà đây hỏi bên đen lại đi. Người sao? Ừ. Như trứng gà với gà ai có gà? Chưa? Như trứng gà với gà ai đẻ ra trước? hỏi bên đen. Trả lời cô đi, trứng gà với gà ai đẻ ra trước? Cô có nghĩa gọi đó nãy đó. Còn em á. Trứng gà với con gà ai có trước? Dạ. Rồi. Trứng gà này á là hồi xưa á thì trứng khủng long, cô có biết khủng long không? Ủa sao mà khủng long mà đẻ ra gà trời? Là giải thích nghe đi. Nghe. Là cái trứng của nó là khủng long là trứng bự lắm. Đúng rồi. Bị lớn à. Vậy đó hả? À, trứng khủng long mà bị lớn à. Ờ. Rồi xong á, khi mà dạng giống như là nó đẻ ra không được á, dạng giống như là nó hết siêu quách á. Hết siêu quách. Nó đẻ ra trứng nhỏ. Nhỏ vậy? Ừ. Thành gà luôn. Ừ. Đó là như vậy. Vậy là gà trống nó nhảy nọc với khủng long hay gì rồi mới ra. Chắc vậy quá. Phải không? Tại vì tự nhiên bự vậy cái dựng hết xíu quách còn nhỏ xíu mới rồi gà trống đi nhảy khủng long mới ra con gà mình. Ừ. Rồi đó gà trống nhảy như thế nào? À. Gà trống đạp máy sao? Đạp máy nó mổ cái đầu cái là nó vậy đó. Vậy hả? Ờ. Đẻ gà trứng hả? Rồi bắt đầu 2-3 ngày sau mới gà mái đẻ. Thì nào? Gà mái đẻ nó chỉ khi nó đẻ nó kiếm đẻ nó làm tọc tót như vậy. Nó làm sao? Tọc tót nhảy tùm lum hết trơn á. Nó nhảy tùm lum hết hả? Ờ. Rồi nó la sao? Tọc tót gà mái á. Ờ. Gà trống nó thấy nó la vậy gà trống lại vậy. Là sao? Dặn muốn đạp máy á. À dạ đạp máy sao? Vậy á nó đè cái vậy nè. Vậy đó hả? Ừ. Vậy để gà đập máy luôn trời. Ấy gà nhà đó, có đó. Có hả? Vậy là con gà mái muốn đẻ là la sao? Cô nói. Tót. À con gà trống muốn đạp máy là la sao? Nó không có la. Nó thấy gà mái cái con tót nó tới lại nó là bọn tót nó kiếm ăn ngủ gái lại đó. Như là tức là sao? Thành mấy thằng trai nó muốn gái á. Cốc, nó kêu nó mổ lúa còn cho gà mái lại bắt đầu vậy đó. Vậy hả? À, bắt đầu nó nếm cái đầu được nó nè xuống làm tức là nó đặt máy lâu không? Nó làm vậy là ngồi rồi. Vậy là ngồi hả? Ờ. Khoảng mấy phút? Chút xíu như là nó nếm cái đầu gà mái đè xuống bắt đầu nó ịt cái là ịt cái là nó không có lâu đâu. Sao mà biết? Biết á. Hồi sao thí dụ rồi con cũng quặn vậy nè. Như cộng gì là so. Là so gì nó thấy nó nhảy xuống nó lòng thòng ở dưới khoan gì nè. Trời để ý dữ trời. Dòm á, mình gà mình dòm á. Cười quá trời. Thiệt mình nói thiệt.
Cô cho con hỏi nè, cô nói hồi nãy á, là cô kết nghĩa với con á, là con khủng long và con gà mái, con gà trống đúng không? Gà trống. À, là phối hợp với nhau đúng không? Ờ. Là đúng con khủng long gà mái. Con khủng long gà mái. Là em nói là hết thiếu quách còn vậy nè. Đúng rồi. À, lúc đó nó trứng vậy. Ừ. Đó thiếu quách thì còn con vậy đó bắt đầu gà trống nó lên đạp, ịt cái nó ra trứng gà. Cái khủng long lớn lắm á, đâu phải là, nhỏ. Là con khủng long nó đẻ ra con gà luôn. Như là trứng nó đẻ ra là ấp thành gà luôn. Tại nhưng... cha người ta con gà mà. Ừ. Nhưng mà con khủng long lớn mà con gà nhỏ xíu à, thì sao mà đạp? Ở khủng long sao vậy? Con mới lớn. Con khủng long lớn lắm á. À, biết đâu tại vì em nói xíu quách đó, bằng nào con gà trước khi có trong khủng long nó đẻ trứng ra vậy đó. Ừ. Đó người hết xíu quách nó mới đẻ con nhỏ lại. Ừ. Như là con khủng long nó nằm xuống cho con gà trống nó ịt. Ịt ra trứng gà đó, con gà đó. Thì bây giờ thì kết luận là con gà có trước hay có sau thì cô cũng đã biết rồi đúng không? Là biết là con gà đẻ ra từ đâu rồi đúng không? Biết rồi. Nói cho bà con cô bác nghe coi. À, cô chú ơi, con gà trước khi nó có trong con khủng long á, khủng long rồi lúc đó nó đẻ trứng bự vậy nè, bây giờ nó hết tiêu hoạch còn trứng rồi nó nằm xuống cho gà trống này ịt cái nó ra trứng thành gà con. À gà vậy đó. Rồi giống như con vịt. Con vịt. Bây giờ có vịt con vịt, bây giờ tới con vịt. Trứng vịt có trước hay là con vịt có trước? Trứng vịt đẻ ra mới có vịt. Sao trứng vịt đẻ ra mới có vịt là sao? Nha, trứng vịt đẻ rồi đem ấp mới nở ra con vịt. À. Ừ. Rồi đầu tiên nhất là trứng vịt là có từ đâu? Trứng vịt có trước hay là vịt có trước kìa? Cũng giống như câu con gà vậy đó. Con vịt có trước. Sao mà con vịt có trước? Con vịt là nó nở bằng cái gì? Không biết nữa. Như cô nghĩ là như là con chim hồi xưa làm sao mình nó bự bự. Ừ. Rồi nó hết thành con chim kia đó, nó bầu thai thành con vịt chim, vịt mình, vịt thường mình, nó cũng có nữa. Không biết có hay không cô, cái này cô nói, ý của cô nói vậy như là, như là con trong rừng hồi xưa là con chim nào bự bự đó, nó không thành con chim nữa, nó thành con vịt. Con vịt. Bây giờ con vịt rồi, bắt đầu con vịt đó, không biết con gì đạp thành con vịt, cứ ra có trứng, để ra vịt con. Đó. Để ra trứng chứ không? Để ra trứng mới ấp có vịt con. Nhưng mà con vịt có trứng có trước hay là con trứng nó có trước? Con vịt nó thắc mắc chỗ đó thôi. Nhưng con vịt con trứng vịt có trước mà, trứng vịt trước đi nó nở rồi mới có con vịt. Rồi con gì đẻ ra trứng vịt trước vậy? Vịt mẹ. Không phải vịt mẹ đẻ ra mới có vịt con. Không phải đâu. Không phải hả? À, cái này á con cũng giải thích cho cô nghe. Cá sấu á, cô biết cá sấu không? Biết. Cá sấu như thế nào? Cho nó bốn chân ra sau, chân ở trước. Rồi nó có đuôi không? Có, đuôi dài lắm á. Nó bơi đầm lầy như thế nào? Nó đi à, nó đi trên khuôn, nó đi vậy nè. Đi sao? Đi sao vậy nè, cái đầu nó vậy. Nó có hầm gan cái gì lắm, đừng đi gần ăn thịt. Yếu hả? Cá sấu hả? Rồi cá sấu đó, là người ta nói là con cá sấu đó, là nó lớn lắm, giống như là nó hết sức quách. Cũng đẻ ra trứng. Tại con cá sấu là nó đẻ ra trứng trước đúng không? Đẻ đúng bằng trứng đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Hỏi bà con cô bác ơi. Anh sao? Hỏi bà con cô bác ơi, cá sấu đẻ ra như thế nào? Cô chú. Mà cá sấu đẻ ra trứng y hệt trứng ngỗng á. Phải không? Dạ. Trứng ngỗng à? Dạ. Trứng ngỗng khác mà. Cá sấu lớn hơn. Sao không có từng thấy. Không đây thảo chứ không từng thấy trứng. À không thấy à? Đó. Anh đi không đi vậy. Rồi vậy đi. Đó thì cho nên là nó hết sư quách nó cũng đẻ ra. Vậy vậy. À, đẻ ra trứng nhỏ. Trứng nhỏ. Đúng không? Rồi xong cái quay qua nó mới thành con vịt, nó mới biết bơi. Vậy là nó nằm bật ngửa cho vịt trống đạp rồi. Như là cái sấu cái đuôi nó dài nó bịt cái đít nó rồi. Cái nằm bật ngửa thôi. Ừ. Tại nó nằm phơi nắng á. Ở nằm phơi nắng mặt ngửa lên mới vịt trống lại đạp được. Nó thấy gì nó úp mặt xuống rồi cái đuôi nó dài thì sao mà ấy được. Ừ ha. Vậy đúng là rồi. Đúng rồi. Đúng rồi ha. Con cái này là con không biết, thầy cô biết ha. Đúng không cô? Cái xấu tại vì như đít nó làm sao đó, cái đuôi nó dài quá nó úp lên rồi nó nằm vậy sao mà con vịt nó đạp được. Đúng rồi. Rồi, thầy con cũng rất là chân thành cảm ơn lời của cô đã chia sẻ, cũng là giống như hồng mang tiếng cười cho bà con thôi ha. Thì con nãy giờ đó
thì con cũng rất là chân thành cảm ơn cô đã giải thích lý lẽ con gà có trước hay là trứng có trước đúng không? Ừ. Con vịt có trước hay là trứng có trước đúng không? Dạ. Thì cô đã biết là cha mẹ con vịt và con gà đúng không? Đúng. Là cha mẹ con gà là cái gì? Ờ, cũng lông. Cũng lông đúng không? Ờ. À, rồi cha mẹ của con vịt là con gì? Dạ, con cá sấu. Cá sấu. Đấy, nằm bật ngứa lên mới con vịt trống mới đạp được. Ừ, rồi. Thì cả nhà thì nãy giờ đó thì mình cũng nói giỡn với cô thôi ha cả nhà. Thì nếu có lời gì sai sót cũng mang tiếng cười cho bà con thôi, rất mong cả nhà thông cảm ha. Thì bên cạnh đó thì mình cũng nhận được tấm lòng vàng từ gia đình của chị Thanh Vân, cũng gửi một chút tấm lòng để gửi cho cô ăn Tết ha cả nhà. Thì bây giờ con mời cô và Đen qua đến giường để ngồi đi để con trao tấm lòng ha. Dạ. Yeah. Dạ. Đây, gia đình của chị Thanh Vân đó thì cũng lì xì Tết, cũng gửi cô đó để ăn Tết đó. Dạ. Năm 2024 ha. Dạ. Thì bây giờ con cũng được sự nhu cầu của kênh Anh Hoàng Trung TV cũng qua đây để trao tấm lòng cho cô với số tiền là 1 triệu ha. Thì cô đếm giùm con đi. Chịu rồi. Đủ không? Mấy tờ? 5 tờ. 5 tờ đếm ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 34, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ồ, đủ 100 tờ luôn hả? Đủ cái 5 tờ rồi. Sao cô đếm tới 100? Cái 5 tờ à. À, thì cô có là gì cảm ơn đến gia đình của chị Thanh Vân sống bên Mỹ đó, thì cũng gửi cho cô lì xì đó. Cô Thanh Vân ơi, quả đen cảm ơn cô nghe. Như là cô cho quả đen ăn Tết một triệu loạt nên quả đen rất là cảm ơn cô nhiều. Chúc cô làm ăn phát tài nha cô Thanh Vân. Rồi cái gì nữa? Làm ăn có tất cả quốc quả bỏ qua nghe. Rồi thì mình cũng nãy giờ đó cả nhà thì nói chuyện giỡn chơi thôi. Nếu có là gì sai sót rất mong bà con cô bác thông cảm bỏ qua cho mình ha. Thì mình xin chào tạm biệt cái bài cả nhà ha. Dạ. Yeah. Bye bye. Bye bye.